Tiền đạo Jimenez vẫn chưa chạm bóng. Một pha xử lý rất tỉnh táo tới từ Semedo. Sự gần nhất họ để thua là trước câu lạc bộ Brentford với tỷ số 1-3. Cơ hội là gì? Rất nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì bàn thắng đã tới với Slimac nếu như không có sự can thiệp của Trent Alexander-Arnold. Các cầu thủ Brighton đang đan bóng như thể họ là Barcelona vậy. William liên tiếp là những tình huống xử lý thành công của William. Vẫn đang là William và sau đó là đường truyền dành cho Harrison Reed. Ngay lập tức là một pha đảo cánh sang cho Martinelli không chơi bóng bằng lưng. Lại thêm một hình ảnh nữa cứa vào trái tim đang rỉ máu của các cổ động viên Tottenham Hotspur. Thêm một pha xử lý điệu đà nữa. Rất khó để họ có thể duy trì khi mà thời gian cứ vẫn trôi về những phút cuối như thế này. Và đặc biệt là khi mà những đôi chân biết nhảy múa của các cầu thủ Arsenal vẫn đang khiến cho họ cảm thấy vô cùng tức giận. Cội ngon ăn họ đều đã bỏ lỡ. Rất hay Douglas Luiz. Một pha xử lý đậm chất Brazil, đậm chất samba của cầu thủ Mao số 6. Harry Kane. Pha xử lý hay của Harry Kane. Nhưng Zeret thì vẫn chưa bị thủng lưới. Rất hay, Harvey Elliott. Vẫn đang là Elliott. Gapo. Hợp lý. Robertson. Không được. Mudrick. Gallagher. Mudrick ơi, không vào. Những pha xử lý ở phạm vi hẹp là rất tốt. Mudrick đã có một tình huống kết nối với Conor Gallagher và sau đó thì vượt qua tới 3 cầu thủ của Liverpool. Rất tiếc là cú đá cuối cùng của anh thì lại đi không chính xác. Có lẽ là chỉ pha bóng này thôi. Nhiều cổ động viên của Chelsea đang cảm giác rằng số tiền mà ban lãnh đạo bỏ ra đáng giá. Lướt đi rất nhanh, lướt đi rất nhanh trong không gian hẹp. Martin Odegaard. Odegaard. Cơ hội để dứt điểm. Đó là tình huống lăn xả để can thiệp của Lisandro Martinez. Martin Odegaard đã cho thấy khả năng kiến thiết của mình rất đẳng cấp. Trên sân đấu Trafford. Rashford. Khoảng trống. Sút xa. Tuyệt vời. 1-0 cho Manchester United. Và lại giống như lượt đi, Quỷ Đỏ là những người mở tỷ số. Và sau đó là Thomas Partey chuyền hỏng. Rashford đã vượt qua chính Thomas Partey để tung ra một pha dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm địa. Pha xử lý mẫu mực của Rashford. Thomas Partey đã bị loại bỏ một cách quá đơn giản. Và những cầu thủ phòng ngự tiếp theo của Arsenal thì đã hoàn toàn bị động rồi. 9 trận đấu liên tiếp ghi bàn kể từ khi quay trở lại từ World Cup. Iwobi qua người rất hay. Không được. Đường truyền thì quá sâu. Lucas Fabianski đã rất tỉnh táo bước lên một nhịp và ôm gọn trái bóng. Granit Xhaka. Xa sau khi vào sân đang chơi đầy tự tin. Có Apga Cộng đón Tết vui.
gói trọn vẹn ưu đãi 50% chỉ 88.000 đồng một tháng, xem đồng thời trên hai thiết bị, mua ngày